Theo Bộ Y tế, tính đến hết ngày 29 tháng 4, cả 63 tỉnh, thành phố đã triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Gần 1,4 triệu liều vaccine đã được tiêm cho trẻ an toàn và chu đáo. Như vậy, sau nửa tháng triển khai tiêm chủng cho trẻ em trong độ tuổi 5 đến dưới 12 tuổi, tính từ ngày 14 tháng 4, khi Quảng Ninh tiến hành tiêm cho gần 200 trẻ đầu tiên học lớp 6, trường Trung học cơ sở Trần Quốc Toản, thành phố Hạ Long, đến nay tất cả 63 tỉnh, thành phố đã triển khai tiêm. Thống kê của Cục Y tế Dự phòng cho thấy, cả nước có hơn 11,8 triệu trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, trong đó 3,6 triệu trẻ đã mắc COVID-19 thuộc đối tượng trì hoãn tiêm sau 3 tháng kể từ ngày mắc. 8,2 triệu trẻ còn lại bắt đầu tiêm từ ngày 14 tháng 4 và trong quý 2 năm 2022 sẽ tiêm xong 2 mũi cho trẻ. Công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ được coi là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành y tế trong năm 2022. Bây giờ là thông tin về tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19 trong 24 giờ qua trên địa bàn thủ đô. Ngày hôm nay, số ca mắc mới trên địa bàn tiếp tục giảm và không ghi nhận ca tử vong. Mời quý vị cùng theo dõi thông tin chi tiết ngay sau đây. Thành phố Hà Nội ghi nhận thêm 837 ca dương tính mới, trong đó có 205 ca ngoài cộng đồng, 637 ca đã được cách ly. Những ca bệnh này phân bố tại 189 xã, phường, thị trấn thuộc 30 trên 30 quận, huyện, thị xã. Các quận huyện có nhiều ca bệnh trong vòng 24 giờ qua, đó là Hà Đông 137 ca, Đông Anh 123 ca, Hoàng Mai 71 ca, Long Biên 65 ca và Nam Từ Liêm 57 ca. Ngày hôm nay không ghi nhận ca tử vong. Cộng dồn số ca mắc từ ngày 29 tháng 4 năm 2021 đến nay, thành phố Hà Nội đã có 1.546.645 trường hợp dương tính. Thưa quý vị, hiện nay chúng ta cũng đã có những bước mở cửa dần trở lại tất cả các hoạt động ở mọi lĩnh vực đời sống xã hội, miễn khai báo y tế khi nhập cảnh. Nhiều người dân cũng thắc mắc liệu rằng với trạng thái bình thường mới như hiện nay, chúng ta đã có thể coi COVID-19 là bệnh lưu hành hay chưa? Để hiểu rõ hơn về những điều kiện hay thời điểm phù hợp để một đại dịch được coi là bệnh lưu hành, phóng viên của chúng tôi đã có cuộc trao đổi với chuyên gia của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương ngay sau đây. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Quang Thái đã nhận lời tham gia chương trình. Vâng, thưa bác sĩ, để một dịch bệnh có thể được gọi là bệnh lưu hành thì sẽ căn cứ vào những cái yếu tố nào? Một bệnh mà có thể coi như là một bệnh lưu hành địa phương khi mà cái số mắc và cái số tử vong của bệnh đó nó ở trong một cái ngưỡng giới hạn và nó không gây ảnh hưởng nhiều đến cái đời sống xã hội cũng như là hệ thống y tế. Hệ thống y tế hoàn toàn hoạt động cách bình thường thì lúc đấy chúng ta có thể coi là một cái bệnh lưu hành. Và tất nhiên khi được gọi là bệnh lưu hành thì cái mức độ quy mô của nó sẽ chỉ ở trong một cái địa phương cụ thể thôi, chứ không phải là vấn đề của nhiều địa phương, nhiều quốc gia hay là vấn đề toàn cầu. Khi một bệnh được gọi là lưu hành, nó phải đạt vào tất cả các yếu tố như vậy. Vậy theo bác sĩ thì thời điểm hiện nay chúng ta đã có thể coi COVID-19 là bệnh lưu hành hay chưa? Chúng ta có thể coi là bệnh lưu hành nếu như đây không còn là vấn đề toàn cầu nữa. Chúng ta cũng thấy rằng virus vẫn liên tục biến đổi và vẫn có khả năng tạo ra các cái biến chủng mới, và biến chủng đó có cái tốc độ lây lan ở cái mức độ rất cao, có khả năng làm quá tải hệ thống y tế. Và thực tế mà nói thì nó vẫn đang gây quá tải y tế tại nhiều quốc gia. Bên cạnh đó thì cái số lượng các cái trường hợp tử vong do COVID-19 cũng vẫn ở cái mức khá là cao so với những cái bệnh mà được coi là thông thường hay là những cái bệnh được coi là lưu hành. Chính vì vậy cho nên chúng ta cũng vẫn phải căn cứ theo cái tình hình của thế giới, bởi vì Việt Nam mình không thể tách riêng ra thành một quốc gia không nằm trong cái hệ thống của thế giới được. Và nhất là khi chúng ta mở cửa với thế giới thì không còn cái đặc tính về biên giới của bệnh truyền nhiễm nữa. Vậy thì khi nào thì chúng ta có thể coi COVID-19 là bệnh lưu hành? Với một cái bệnh được coi là đại dịch thì sẽ có các cái ủy ban, sẽ có những cái đơn vị riêng phòng chống dịch, sẽ có những cái ban chỉ đạo quốc gia để phòng chống cái dịch đó. Rồi có cái sự vào cuộc của rất nhiều ban ngành, trong đấy có y tế, có công an, quân đội, chính quyền, đoàn thể. Rất nhiều các đơn vị đều được huy động vào để chống dịch. Khi nào mà chúng ta không cần huy động tất cả lực lượng như vậy và chỉ cần mỗi y tế giải quyết thôi, thì lúc đấy chúng ta sẽ nói rằng đây là một cái bệnh lưu hành và không phải lo lắng đến nó nữa. Mọi người có thể sống bình thường. Một lần nữa xin cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ.